Chào mừng mọi người đang đến với Ô tô đường phố. Đây là nơi mà mình sẽ chia sẻ những chiếc ô tô đẹp và độc mà mình trông thấy trên đường. Trong video ngày hôm nay là một con Cadillac DeVille. Sau một lúc ngắm nghía và search trên Google thì đúng là Cadillac DeVille, nhưng mà mình không rõ là năm sản xuất của xe này là bao nhiêu. Một vòng tổng quan bên ngoài thì mọi người có thể thấy là chiếc xe này nó khá là dài nha. Đây là một dòng sedan hạng D khá là dài. Đây là mặt trước, mặt ca lăng trước của con DeVille nè. Lưới tản nhiệt dạng ô vuông. Còn đây là cái logo của nó. Bay hết màu rồi, không còn cái màu nào hết. Chỉ còn mỗi cái biểu tượng logo thôi, không còn cái màu sắc nào hết. Phía trước thì hai bên bị trầy khá là nhiều. Đèn thì là halogen hết. Phía dưới này thì có một cái logo Cadillac nè, cũng đã bị bay màu hết rồi. Soi vào chi tiết đèn thì mình thấy những ký tự USA đồ nè, thì có thể là cái đèn này vẫn là đèn zin nguyên bản. Zin nguyên bản chưa có bị thay thế, chắc không phải là đồ phụ tùng rồi. Chiếc Cadillac DeVille này mình thấy khá là dài, có thể là dài lên tới gần 5 mét. Đã vậy thì ở cái đầu trước còn có hai cái đồ ở dưới cái đèn nó nhô ra nữa, nên là người ta lái xe nó bị trầy nó khá là nhiều. Ở bên hông xe thì có một cái logo của Cadillac nữa, đây logo Cadillac DeVille. Đây Cadillac DeVille đây, đó logo đây. Cái chỗ này thì màu sắc nó vẫn còn khá là đẹp, tươi nè. Cadillac DeVille này là gương chiếu hậu nè, nhìn mắc cười quá. Tay nắm cửa. Phía sau này thì vẫn có một cái logo tiếp theo nè, cái logo này cũng vẫn còn đẹp nè, còn màu sắc đầy đủ. Đây là cái bình xăng, vị trí của bình xăng. Bên trong thì ghế da thì mình thấy là vẫn còn gọi là xịn ấy, chất da thì là chất da xịn nhưng mà nó bị xuống cấp khá là nhiều rồi. Đây, gương chiếu hậu đây. Nhìn cái mắt rất là tức cười ha, gương chiếu hậu của những năm 60 70 nhìn nó hài quá. Bây giờ thì mình sẽ xem về cái phần đuôi xe ha. Ở phía sau thì gồm có logo Cadillac ở bên trái nè, ở giữa là cái biểu tượng logo nè. Đây. Chữ Cadillac này. Khắp mọi nơi luôn, đúng là xe Cadillac chỗ nào cũng có chữ Cadillac hết. Đây logo Cadillac. Quá là đẹp. Bên phải này là có cái gì đây, 4.5 liter V8 à. Động cơ 4.8 cái gì? Động cơ 4.5 mà V8 hả? Trời ơi. Xe này nếu mà đúng cái động cơ này thì nó uống nước gì, uống xăng còn hơn uống nước. Kinh khủng thật. Đây là gầm xe nè. Mình đã soi ra được một cái chi tiết cũng khá là thú vị ở cái chiếc xe này. Cái chủ nhân của xe này cũng rất là mắc cười ha. Cái xe này thì đi cái vành 17 inch, cái niền này thì là không biết có phải là niền zin hay không nữa, cũng không rõ. Nhưng mà cái R17 nè, đó thì cái lốp này là lốp Thunder ha. Đó, mọi người ok ha, rồi lốp Thunder. Rồi mọi người qua tới cái bánh trước coi nè. Coi bánh trước nè. Đây. Michelin. Cái con Cadillac này nó nằm ở trên cái vị trí này cũng khá là lâu rồi, vì chủ nhân của nó gần như là bỏ nó luôn rồi, không còn quan tâm tới nó nữa. Không chăm sóc gì hết, để lá cây phủ đầy luôn mà. Mọi người coi nè. Coi vô cái phần đăng kiểm với lại phí đường bộ là hết luôn. Hết hạn luôn, rồi chủ nhân nó cũng không thèm đá động gì tới. Đây, 2023 nè. Hết hạn luôn này mà cũng không có đăng kiểm đóng phí đường bộ mới, mà cũng để đây cũng khá là lâu rồi. Mọi người có thể thấy bên trong nè, không chi tiết da nè, ra này mình nhìn sơ thôi là thấy nó đẹp, phải nói là da xịn chứ, da xịn nhưng mà nó bị xuống cấp phai màu theo thời gian rồi. Ổ cassette kìa, bên trong mình có thể thấy là cái ổ CD ngày xưa người ta coi, người ta nghe nhạc mà ổ cassette. Hàng ghế sau cũng vẫn là màu da này, màu này màu be nha, màu be đẹp, xịn sò. Khung ở ngoài thì mạ viền chrome xe, rồi sedan hạng D, nói chung là form dáng dài đẹp. Chỉ có cái là nó là xe cổ lỗi thời thì đồ chơi của nó thì khá là khó tìm dành cho cái dòng xe này. Anh em bạn bè thì ai đang có chơi cái sở hữu cái dòng xe này thì có thể để lại cái bình luận chia sẻ những cái trải nghiệm của mình đối với cái dòng Cadillac DeVille này phía dưới ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hãy nhấn like và đăng ký kênh để đón xem những chiếc xe đẹp và độc tiếp theo trên kênh của mình ha.